Hải Tương chương 7 cổng biên giới thử thách. Rồi Huga sẽ dùng hai cái mưa tên dung nham đen để Huga trừng trị cái con hắc long này nha các bạn. Bỏ cái này ra luôn. Huga sẽ xài một cái đó là cái tháp dung nham. Đó. Kỳ này là mình chơi lửa không luôn. Ồ, mày bắn, mày chết luôn nè, hắc long đe, hắc long ơi, hắc long. Con gồng mà lội dung nham cũng chết nữa các bạn thấy không? Cái chiến địa này là chiến địa của dung nham. Nhìn cái địa hình các bạn thấy cũng toàn là dung nham không ạ. Cho nên là Huga mới lựa chọn Huga xài dung nham để Huga xử được nó. Đó, một cây trận dung nham đen nè. Đây đây trời ơi, sát thương lên hắc long, trời ơi sát thương, wow, một cái lượng sát thương mà phải nói là lớn, cực lớn luôn các bạn. Hắc long nó tuột máu mà mình nhìn nó tuột liên tục luôn, trời ơi còn 125 đạo quân nữa thôi, cơ hội thắng đang tiến đến gần Huga hơn bao giờ hết. Đây đây, dung nham đen nữa nè. Mày hả Hắc Long? Ấy da, sập trụ ra hết rồi. Không sao. Vẫn còn trụ đá, vẫn còn trụ được. Rồi, chết con Hắc Long nữa rồi. À, ta sẽ phá mấy cái trụ dung nham của mày. Mày hả? Toan đi rồi, lót ơi. 17 ma lực lốc xoáy nè. Mày hả? Chàng nhanh lên. Tính gì đâu mà đi chậm như con gùa vậy. Tiếp nè. Mày nữa hả? Nhanh lên. Thời gian ơi. Lốc xoáy. Gãy hai cái trụ. Ấy. Y chang ăn gian đúng đúng một cái tầm ngắm luôn mà nó không gãy cái trụ bên đây. Rồi. Mình ngắm đúng một cái tầm ngắm luôn mà nó không gãy cái trụ được đành trời. Đúng chất ăn gian luôn á trời. Lỗi thiệt á. Bessie mày ra mày phá cái trụ này ơi. Rồi xong. Nè còn nhiêu đứa ra xử đi. Nè story St Rồi ok, Huga đã giành thắng lợi rồi các bạn à. Ôi sau một cái khoảng thời gian cực nhọc, căng căng não để suy nghĩ một cái chiến thuật đánh nhau, vì mình đã giành chiến thắng ở A4 chương 7 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào.